đi, nhưng ước mơ của Thúy đã được hàng triệu bàn tay viết tiếp. Từ một hoạt động mang tính tự phát được tổ chức ở bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay chương trình đã trở nên chuyên nghiệp với hàng chục đầu công việc được thực hiện hàng tuần, hàng tháng. Không chỉ ở bệnh viện ban đầu nơi Thúy nằm điều trị mà đã lan ra nhiều bệnh viện khác có bệnh nhi ung thư. Đến giữa năm 2008, chương trình đã có mặt tại 5 bệnh viện có điều trị bệnh nhi ung thư ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, gồm Ung bướu, Truyền máu huyết học, Chấn thương chỉnh hình ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Ca Hà Nội. Tính đến tháng 9 năm 2010, đã có hơn 4,5 tỷ đồng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp vào chương trình Ước mơ của Thúy để duy trì hoạt động giúp bệnh nhi ung thư trong cả nước. Thưa quý vị đại biểu, thầy cô và cùng các em học sinh thân mến, chúng ta vừa theo dõi một đoạn phim được giới thiệu về đóa hoa hướng dương Lê Thanh Thúy, công em trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Qua những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta đã thấy về một Thúy, một cô bé sống đẹp, sống vì mọi người xung quanh và những hình ảnh, những hoạt động của chương trình Ước mơ của Thúy dành cho bệnh nhi ung bướu. Và sau đây, để tìm hiểu nhiều hơn về Thúy nữa, chúng ta xin được trân trọng kính mời quý vị và các em, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhà báo Tố An, người đã đồng hành với Thúy trong những ngày Thúy còn sống, cũng như là người đã gánh vác trọng trách mà Thúy đã để lại xây dựng chương trình Ước mơ của Thúy để giúp đỡ cho các bệnh nhi thân yêu của chúng ta. Xin mời quý vị và các em, chúng ta hãy cùng trò chuyện với nhà báo Tố An. Xin mời nhà báo Tố An. Chào thân thư tới quý thầy cô trong và ban giám hiệu nhà trường, tới các bậc phụ huynh của các em học sinh, cùng các thầy cô của trường và tất cả các em học sinh rất là thân yêu của trường Kinh Thành Lý. Đây là ngôi trường thứ 16, chương trình bước tiếp ước mơ của Thúy thi quay, và ở mỗi trường thì các bạn đều được một cách vinh dự, rất là vinh dự được xuất hiện trước mọi người để kể về một số cái câu chuyện về công dân trẻ Lê Thanh Thúy, mà con có một cái may mắn được gắn với Thúy
trong thời gian Thúy còn sống, và đặc biệt là những ngày cận ngày em ra đi. Khi nãy chúng ta xem đoạn clip vừa qua, ngày năm học 2003-2004, ngày mà Thúy nhận giấy báo trúng tuyển vào lớp 10 của trường Trung học Thực Hành, cũng là ngày em nhận được giấy báo mình kết quả xác nhận mình mắc phải bệnh ung thư xương. Năm học đó, thay vì Thúy đến trường giống như có rất nhiều các bạn lớp 10 đang có mặt ở trong hội trường này, thì bạn phải xin bảo lưu kết quả lại để vào bệnh viện điều trị bệnh. Khối u của Thúy xuất phát ở bên chân phải, trên cái gối một chút, và Thúy đã phải phẫu thuật lấy đi khối u này, nhưng vết thương không lành và Thúy đã phải cắt đi 2/3 chân phải của mình. Thế rồi tế bào ung thư vẫn không dừng lại khi Thúy đã cắt đi 2/3 chân phải, nó lại tiếp tục di căn và bạn lại phải tháo đi khớp háng của mình. Khi tháo đi khớp háng rồi, tế bào ung thư vẫn không dừng ở đó, nó lại tiếp tục đi và Thúy phải lấy đi 1/2 xương chậu phải của mình. Chúng ta đang ngồi đây trên 2 xương chậu, 1 xương chậu phải và 1 xương chậu trái, thì khi đó Thúy phải lấy đi 1/2 xương chậu phải của mình. Khi đó Thúy đang học kỳ 1 của lớp 11. Thúy đang học lớp, được học kỳ 1 của lớp 11. Và câu chuyện của Thúy là một câu chuyện gương rất sáng ở trường Trung học Thực Hành, và đối diện với ca phẫu thuật lấy đi 1/2 xương chậu phải ấy, bác sĩ cho rằng đó là ca phẫu thuật rất lớn, ca phẫu thuật có thể mất đi mạng sống của Thúy. Và lớp 11A3, lớp của Thúy học, đã là một thư ngõ vận động toàn trường của mình hãy làm một điều gì đó ủng hộ tinh thần của Thúy để vượt qua ca phẫu thuật này. Có lớp đã làm rất nhiều ngôi sao may mắn như muốn một cái điều may mắn đến cho Thúy. Có lớp đã xếp cả 1000 con hạt giấy vì các bạn tin rằng ai đó nhận được 1000 con hạt giấy thì điều may mắn sẽ đến với họ. Rồi có lớp làm một tập chú, có lớp làm cả một đoạn clip để mỗi người nói vào một câu Thúy ơi cô lên. Khi đó câu chuyện về Thúy được chuyển đến Tô Anh, được chuyển đến mình trong công tác phóng viên. Trước cái câu chuyện về Thúy như thế thì đó là một cái đề tài mà báo Tuổi Trẻ rất quan tâm đối với những cái nghị lực sống và tinh thần sống của các bạn học sinh. Cho nên là đang tiếp cận ngay câu chuyện này. Tối đó nhận được thông tin từ thầy của Thúy chuyển lên với những câu chuyện như thế, thì hỏi thăm Thúy như thế nào, thì được biết là Thúy vừa được đưa về nhà sau cái ca phẫu thuật. Thúy đã vượt qua chiếc tinh thần rất là mạnh mẽ của Thúy và của tất cả mọi người trong trường dành cho Thúy. Thúy đã khỏe và Thúy đã được đưa về nhà. Thì sáng hôm sau, cô anh đến với nhà Thúy ngay. Trên đường đi đầu suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ mình sẽ phải nói chuyện với một người vừa qua một ca phẫu thuật lớn, hẳn cái đau đớn trong người này sẽ còn nhiều lắm. Mình sẽ hỏi được gì đấy, mình sẽ chia sẻ được nhiều đấy. Mà với một bài báo thì việc gặp gỡ nhân vật, việc nói chuyện với nhân vật và phải tìm rất nhiều chi tiết hay từ những nhân vật, sau đó người phóng viên mới về chắt lọc lại để tìm ra những cái chi tiết nào hay nhất và chuyển lên trên mặt báo. Thì với câu chuyện của Thúy lúc đó đã được đề nghị là viết thật nhanh, mà với tình trạng như Thúy thì trong đầu đi to lắm, suy nghĩ nhiều lắm. Khi tôi đến nhà Thúy rất là nhỏ lắm. Thúy giường của Thúy nằm ngay cái cửa ra vào. Và một điều hết sức bất ngờ là Thúy đón Tô Anh bằng một nụ cười rất tươi.
mà nghĩ được đó là nụ cười vừa mới qua một của người vừa mới qua một ca phẫu thuật lớn xong. Chúng ta có từng thấy những nụ cười của Lý Nguyên Trinh trên cái phong này, trên một số cái bức ảnh mà là chúng ta đi ở ngoài và chúng ta thấy trên những cái ban tô đấy, thấy cười rất là tươi. Và suốt cái buổi nói chuyện này hôm ấy kéo dài từ sáng cho đến hơn 12 giờ trưa, rất là thú vị. Không có một cái biểu hiện gì đau đớn trên gương mặt của Thúy, mặc dù là bên dưới Thúy một cái băng trắng cũng rất là to vì vừa xong cái phẫu thuật, vẫn còn đang trong giai đoạn hai băng. Thúy nói trước đây khi em chưa bị bệnh, em luôn đặt cho mình một cái kế hoạch dài và em bước đi trên kế hoạch ấy. Nhưng từ lúc em bị bệnh rồi, em chỉ dám đặt cho mình những kế hoạch ngắn. Em xong kế hoạch này, em lại làm tiếp kế hoạch khác. Vì của ngày hôm nay không để qua ngày hôm nay. Em rất muốn đi học, em thèm đi học, chị biết không? Khi em bị cắt đi 2/3 chân rồi, chân lần em đã đắp chân giả vào để em đi đến trường. Và khi cắt lấy tiếp đi khớp háng của em chống nạn đến trường. Em luôn là người đến trường sớm nhất và về muộn nhất, bởi vì trường của em không có những lớp nằm ở tầng trời, tất cả nằm ở trên lầu, vì cái di chuyển lên lầu rất là khó khăn. Em mong muốn làm sao em được học hết cấp 12 rồi em đi vào đại học. Em muốn vào ngành tâm lý của trường đại học sư phạm để làm gì? Để em trở thành một nhà tư vấn tâm lý. Em lập ra những cái nhóm tư vấn tâm lý, em trở vào bệnh viện giúp đỡ tinh thần cho những bệnh nhân ung thư, cho những bệnh nhân ung thư và cả cho thân nhân của họ nữa. Bởi vì hiện nay các y bác sĩ bệnh viện, việc điều trị bệnh đối với họ đã quá lớn, đã quá sức rồi. Cái việc hỗ trợ tinh thần, chữa trị tinh thần đang là một lỗ hổng rất là lớn của ngành y. Khi chúng ta đau đớn trước một ca phẫu thuật, khi chúng ta lo sợ trước một ca phẫu thuật, khi chúng ta rối bời trước một thân nhân của mình sắp ra đi, hoặc chính bản thân ai là người xoa dịu tinh thần, lúc đó bác sĩ điều dưỡng đâu có mặt, ai sẽ giúp điều đó? Và Thúy đã nghĩ ra điều đó. Thúy nói ít bữa nữa em ráng em khỏe, em xuống giường được, em sẽ lại đến trường, em tiếp tục học kỳ 2 của lớp 11. Nhưng mà bây giờ em chưa biết là em sẽ ngồi như thế nào, bởi vì em chỉ còn lại có 1/2 xương đầu thôi. Có lẽ là em sẽ làm một cái gối cao cao rồi em kê lên để em ngồi. Thế rồi ít hôm Thúy khỏe, Thúy đã đến trường lại. Nhưng bạn không lên được lớp của mình nữa, bạn học ở phòng giám thị, bạn học qua tập vở của bạn bè và tự học anh văn. Thời gian của bạn phải trở vào bệnh viện để tiếp tục những cái đợt hóa trị ngăn tế bào ung thư nhiều hơn ở nhà, nhiều hơn ở trường. Và khi chuẩn bị thi học kỳ 2, bạn lo lắm, bạn viết trên nhật ký của mình, trên nhật ký mạng Facebook của mình, làm sao mình có thể vượt qua kỳ thi học kỳ đấy. Mình đâu đủ kiến thức như bạn bè, thời gian của mình bệnh viện đã lấy đi gần hết rồi. Thế nhưng kỳ thi học kỳ 2 ấy, khi các bạn của Thúy làm bài ở trên lầu, Thúy đã thi ở phòng giám thị và bạn đã vượt qua kỳ thi học kỳ 2 rất tốt.